Quyển 66 thứ 11 Tư Sở Thành Tuệ Địa phần 2. Lại nữa, như Phật Thế Tôn thuyết về ba tánh khổ, trong đây sao gọi là tánh hành khổ? Là nghiệp hậu hữu phiền não sanh khởi các hành. Ở trong tự thể kia năng thuận theo sanh tất cả phiền não và các thứ khổ. Chỗ có an lập nhiếp được tất cả biến hành thô trọng, cũng gọi là thô trọng là tánh hành khổ. Nương hành khổ đây, chư Phật Thế Tôn lược thuyết năm thủ uẩn đều gọi là khổ. Lại hành khổ đây biến hành trong tất cả thọ lạc, hoặc trong thọ khổ, hoặc trong thọ không khổ không lạc. Nhưng ở trong thọ không khổ không lạc, tánh thô trọng đây hiện hiện phân minh, cho nên chỉ thuyết thọ không khổ không lạc. Do hành khổ nên khổ, ở trong thọ lạc, thọ khổ có hai pháp là ái và khỏe nhiễu loạn tâm, nên khổ thô trọng đây chẳng phải dễ có thể rõ được. Thế như sự đau nhức của ung nhọt, nếu đắp nước lạnh thì sanh tưởng lạc, nếu đắp cho nóng liền sanh tưởng khổ. Nếu liền cả hai, bây giờ chỉ có tự tánh khổ, tức sự đau nhức của ung nhọt kia hiển hiện tự nhiên. Như vậy ở nơi nghiệp phiền não sanh khởi các hành, chỗ có an lập nhiếp thuộc thô trọng thì tạo như sự đau nhức của ung nhọt. Trong tánh hành khổ sở hữu thọ lạc, thì như đắp nước lạnh, sở hữu thọ khổ thì như đắp cho nóng. Sở hữu thọ không khổ không lạc thì như tự tánh ung nhọt lìa cả hai sự xúc lạnh nóng. Lại ở nơi thọ lạc sanh nhiều nhiễm trước, cho nên nói tham kia theo đó tăng trưởng. Ở trong thọ khổ sanh nhiều ghét giận, cho nên nói sân kia theo đó tăng trưởng. Ở trong sự hiển hiện của không khổ không lạc, chỗ có an lập nhiếp thuộc thô trọng hành chuyển trong tự thể, nơi tánh vô thường điên đảo cho là thường, nơi tánh các khổ điên đảo cho là vui, nơi tánh bất tịnh điên đảo cho là tịnh, nơi tánh vô ngã điên đảo cho là ngã. Cho nên nói ở thọ không khổ không lạc kia vô minh theo đó tăng trưởng. Lại các ngu phu ở trong thọ lạc sanh nhiều nhiễm trước, do nhân duyên đây ở trong hiện pháp thân hành ác hạnh, ngữ hành ác hạnh và ý hành ác hạnh, cho nên khi thân hoại mạng trùng nói rộng cho đến sanh ở địa ngục, lại do ái hậu hữu nên năng cảm các thứ khổ sanh đương lai. Như vậy vì thọ lạc là chỗ nương của tham, năng sanh hết thảy khổ của năm đường ở đương lai. Lại ở thọ khổ không được thuận theo ý muốn, tầm khởi nhiều sân, xúc chạm nhiều sự khổ, liền sanh trùng trùng sầu não oán thán, cho đến mê loạn. Do nhân duyên đầy, hành ba ác hạnh, đọa vào các nẻo ác. Như vậy vì thọ khổ là chỗ nương của sân, năng cảm nhiều các thứ khổ ở hiện pháp và ở hậu pháp. Lại ở không khổ không lạc sanh nhiều tâm điên đảo như trên. Ở nơi hai chủng khổ, đó là khổ phát sanh do nương tham của thọ lạc và khổ phát sanh do nương sân của thọ khổ, cho nên phát khởi không xả bỏ tư duy, phát khởi không xả bỏ gây tạo. Do đây tuy có nhiều thứ phiền não và tùy phiền não, nhưng chư Phật Thế Tôn chỉ lập ba chủng phiền não căn bản là tham sân si, nương mật ý đây Phật Thế Tôn thuyết, nên quán thọ lạc là pháp nhiều khổ, nên quán thọ khổ giống như tên độc. Nên quán thọ không khổ không lạc là tánh vô thường, pháp có hoại diệt. Nếu năng như thật quán tánh vô thường, dần dần năng đoạn tất cả điền đảo. Các hành như vậy là sự khổ thánh đế đệ nhất nghĩa. Tất cả bậc thánh hiền dùng thánh trí quán xét rồi, ở trong các thủ uẩn đệ nhất hữu tối cực tịch tĩnh, còn chẳng vui nguyện, hà hướng trong địa ngục hạ liệt tối tâm. Lại nữa, tức đây năng sanh các hành nghiệp hậu hữu cùng phiền não. Bảy đạo lý tướng là tập thánh đế, trong kinh Đức Thế Tôn nương đạo lý thù thắng duy trì hiển thị ái. Lại nữa, phần phiền não thô trọng đầy vĩnh viễn diệt là hữu dư ý niết bàn tăng thượng, chỗ lập diệt đế. Lại nhân vĩnh viễn đoạn trừ đương lai chẳng sanh, và nhân thọ dụng đời trước đã tận các hành hiện tại nhậm vận tàn diệt là vô dư ý niết bàn tăng thượng, chỗ lập diệt đế. Lại nữa, sở hữu chánh kiến năng chứng hiểu đệ nhất nghĩa đế, cùng chánh kiến làm tiền dẫn tất cả thánh đạo, đây gọi là đạo đế. Lại nữa, vì muốn kiến ở nơi khổ biết khắc, ở nơi tập vĩnh viễn đoạn, ở nơi diệt tác chứng, ở nơi đạo tu tập, cho nên được kiến lập các tướng thánh đế. Nếu rộng kiến lập nên biết tướng đầy khổ lượng vô biên, lại khiến rõ biết tướng thô của khổ đế lấy làm chỗ nương, dần dần năng thú nhập tướng đế vì tế, nên trước thì thiết các thứ khổ sanh, về sau mới hiển thị năm thủ uẩn khổ. Lại nữa, sao gọi là các pháp giữ gìn? Do năm tướng nên kiến lập các pháp giữ gìn sai khác. Những gì là năm? Một đoạn thực,
2 xúc thực, 3 ý từ thực, 4 thức thực, 5 mạng căn. Nếu đại thực thô thì trong năm đường của dục giới đều hiện có được, mỗi một địa ngục đều có một phần đại thực thô đây, trừ đại địa ngục. Thực còn lại và mạng khắp ở ba cõi đều hiện có được, do ở đây các hành giả lập hữu tình cho nên Đức Thế Tôn thuyết, các pháp đây giữ gìn hữu tình khiến trụ an ổn không bị hoại. Hỏi, có bảy nhân duyên giữ gìn các hành khiến trụ an ổn không bị hoại, cớ sao Thế Tôn chỉ thuyết hữu tình do thực mà được trụ an ổn? Những gì là bảy? Một, sanh là nhân của các hành trụ, do các hành có sanh mới có trụ, không thể không sanh mà được trụ. Hai, mạng căn, ba thực, bốn tâm tự tại thông, tức nhờ thế lực kia khiến tăng các thọ hành, hoặc sống lâu một kiếp, hoặc sống hơn một kiếp. Năm, nhân duyên hòa hợp là nhân của các hành trụ, đó là các pháp thiện bất thiện vô ký cho đến nhân duyên vẫn còn chưa tàn hoại, lúc bấy giờ trụ tương tục không đoạn dứt. Sáu, do tác ý thiện bất thiện vô ký dẫn phát nghiệp trước, năng dẫn các hành khiến trụ chẳng dứt, chỗ gọi là sự sanh khởi của nghiệp cộng bất cộng phần ngoài. Bảy, không có các chướng ngại là nhân của các hành trụ, do đây năng khiến các hành khi sanh không có nhân duyên chướng ngại, các hành đã sanh giống như tương tục mà trụ, xa lìa nhân duyên chống trái khiến hư hoại, nếu không như vậy tức lẽ liền bị hoại diệt. Đáp, tuy do bảy chủng nhân duyên khiến các hành được trụ như vậy, nhưng phần nhiều nhân duyên khiến các hành trụ là do bốn thực đây. Bảy chủng chủng môn năng khiến các hành tương tục mà trụ, lại các thực năng khiến hữu tình tương tục mà trụ đây dễ dàng thú nhập, cho đến các hạ ngu phu, anh nhi cũng năng theo đó hiểu được, chẳng phải pháp khác. Lại các thực đây năng khiến các căn đại chủng suy yếu đều được tăng mạnh, lại khiến tật bệnh cũng được trở lành, chẳng phải pháp khác, lại khiến các loại hữu tình trường thọ, nếu không nhờ thực đây sẽ phi thời chết yểu. Lại các thực đây khiến dễ nhập đạo, năng tu tập bốn chủng niệm trụ là thân thọ tâm pháp, đó là quan sát tất cả hữu tình nhờ nương thực đây mà được trụ. Cho nên đối với năm chủng nhân duyên đây, Thế Tôn chỉ thuyết tất cả hữu tình nhờ thực mà được trụ. Hỏi, nhân duyên nào lại thuyết nương mạng căn mà các hành được trụ? Đáp, đó là có xứ không từng bị thiếu thốn về thức ăn uống, không khó khăn trong việc cầu ăn uống. Trong xứ kia chỉ do thế lực mạng căn mà được trụ, tức ở xứ kia do chiều cảm thọ lượng mà có giới hạn của trụ. Cho nên Thế Tôn nương xứ kia thuyết, các hữu tình do mạng căn nên các hành được trụ. Lại nữa, trong đoạn thực đây, phải nói là do hương vị xúc xứ nhiếp lấy. Vì cớ sao? Do hương vị xúc kia nếu đang được tiêu hóa, liền năng có dụng trưởng dưỡng, nếu không được tiêu hóa liền thành tổn giảm. Các pháp khác như sắc không có tiêu hóa biến đổi khiến có dụng trưởng dưỡng hay tổn giảm, cho nên nói kia không phải tánh đoạn thực. Nếu các đoạn vật lúc nuốt xuống cổ họng khiến tâm khoái lạc, các căn tủy nhuần, bấy giờ không được gọi là đoạn thực mà chỉ gọi là xúc thực. Nếu đã thọ dụng rồi an ổn tiêu hóa tăng trưởng khoái lạc thì ở lúc tiêu hóa được gọi là đoạn thực. Nếu đã tiêu hóa hoàn toàn mà không năng trưởng dưỡng khiến các căn tươi nhuận, tùy thức ăn kia tiêu hóa nhưng không gọi là đoạn thực. Nếu các đoạn vật lúc nuốt xuống cổ họng không khiến giành khoái lạc, cũng không khiến các căn tươi nhuận, bấy giờ đều không được gọi là thực. Chỉ lúc nào đoạn vật kia vào thời gian an ổn tiêu hóa, dễ dàng tăng trưởng sức khỏe, bấy giờ được gọi là đoạn thực. Nếu đã tiêu hóa xong mà không tăng trưởng sức khỏe, thì tùy tiêu hóa cũng không được gọi là thực. Hỏi, nếu có đoạn vật cũng là thực ư, giả sử là thực cũng là đoạn vật ư? Đáp, tùy chỗ thích hợp nên tác bốn câu. Hoặc có đoạn vật mà chẳng phải là thực, đó là các đoạn vật không thể trưởng dưỡng các căn đại chủng. Hoặc có là thực mà chẳng phải đoạn vật, đó là nếu có xúc thực, ý từ thực, thức thực năng khiến trưởng dưỡng các căn đại chủng. Hoặc có là thực cũng là đoạn vật, đó là các đoạn vật năng khiến trưởng dưỡng các căn đại chủng. Hoặc chẳng phải đoạn vật cũng chẳng phải là thực, đó là nếu có xúc thực, ý tư thực và thức thực chẳng thể trưởng dưỡng các căn đại chủng. Như vậy xúc cho đến thức còn lại tùy chỗ thích hợp đều tác bốn cầu. Lại nữa, sao gọi là hoặc pháp có dị thục, hoặc pháp không dị thục, hoặc pháp dị thục, hoặc pháp dị thục sanh đều nên rõ biết. Sao gọi là pháp có dị thục? Nếu nói lược đó là lậu và hữu lậu, pháp kia cần yếu có lược, không bị tổn hại,
thọ dụng chưa tận, đây gọi là pháp có dị thục. Và trong các lậu, nếu kẻ bất thiện gọi là có lực, nếu có che đậy không ghi nhớ gọi là không lực. Ở trong hữu lậu, nếu thiện bất thiện gọi là có lực, còn lại gọi là không lực. Hoặc lậu hữu lậu bị đoạn trừ bởi hai đạo ly dục thế gian xuất thế gian thì gọi là bị tổn hại. Trái với tướng đây gọi là không bị tổn hại. Hoặc đời quá khứ quả dị thục đã chín mùi, gọi là thọ dụng đã tận. Quả dị thục kia vì đã quá khứ nên không còn tồn tại. Hoặc đời vị lai sẽ cho quả dị thục. Hoặc đời hiện tại quả dị thục đang hiện tiền, gọi là thọ dụng chưa tận. Do những sự sai biệt đây, lậu và hữu lậu tùy chỗ thích hợp, hoặc thiện hoặc bất thiện, vì chưa được đối trị đoạn dứt quả dị thục của kia, chẳng phải trước đã chín muồi, do đây được gọi là pháp có dị thục. Sao gọi là pháp không dị thục? Hoặc các vô lậu, hoặc vô ký, hoặc thiện hoặc bất thiện, hữu lậu đã đoạn dứt, hoặc quả dị thục trước đã chín muồi, tất cả như vậy đều gọi là pháp không dị thục. Sao gọi là pháp dị thục? Vào lúc lâm chung, tâm niệm cuối cùng là pháp dị thục, hoặc tâm kết sanh tương tục không gián đoạn cũng gọi là dị thục. Từ đây về sau, sở hữu tất cả tự tánh tâm trụ đều là dị thục, trừ tâm thiện tâm nhiễm ô và trừ tâm của gia hạnh vô ký, còn lại đều gọi là tự tánh tâm trụ. Hoặc tâm ly dục vẫn còn tùy chuyển, ngoại trừ tâm thiện địa dưới và tâm của gia hạnh vô ký, nên biết tâm đây cũng là dị thục. Lại dị thục đây và tất cả xứ phải nói chỉ có không che đậy, không ghi nhớ. Sao gọi là pháp dị thục sanh? Nếu từ tất cả chủng tử dị thục, trừ những gì đã đoạn dứt, pháp chưa đắc, tự chủng tử còn lại làm nhân sở sanh, hoặc thiện hoặc bất thiện hoặc vô ký, tất cả như thế đều gọi là pháp dị thục sanh. Lại nữa, ở tất cả xứ tâm sau cùng chết, và theo đó tâm thứ hai bắt đầu tiếp nối sanh. Ở trong ba cõi nên biết chỉ có thọ phi khổ lạc, trừ tâm tiếp nối ban đầu nên biết thọ đây. Ở tất cả xứ nhiếp thuộc dị thục, thọ khổ lạc khác nên biết đều là dị thục sanh ra, như chủng tử nhiếp thuộc dị thục, tức là theo nhân đây, duyên đây làm nhân duyên, nên từ đó dị thục sanh. Hoặc các loại hữu tình có dị thục sanh trong địa ngục không gián đoạn, có dị thục sanh yêu khổ tương tục, như sanh địa ngục thì sanh của một phần ở ngạ quỷ, ở bàng sanh nên biết cũng vậy. Hoặc các loại hữu tình sanh trong cõi người và cõi trời dục giới, không có dị thục không gián đoạn nhất định, hoặc có lúc yêu khổ, hoặc có lúc hỷ lạc, hoặc có lúc chỉ có thọ không khổ không lạc tương tục sanh. Hoặc hữu tình có dị thục sanh ở sơ tịnh lự và đệ nhị tịnh lự không gián đoạn, chỉ có dị thục sanh thọ hỷ tương tục. Hoặc sanh đệ tam tịnh lự chỉ có dị thục sanh thọ lạc tương tục. Hoặc sanh đệ tứ tịnh lự ở trở lên chỉ có dị thục sanh thọ không khổ không lạc. Cho nên biết thọ đây ở các xứ kia gọi là dị thục sanh nhiếp thọ hỷ lạc rộng lớn. Khi các nghiệp thiện không khổ không lạc kia đang hiện tiền cũng gọi là dị thục khả ái. Trái với tướng đây gọi là dị thục không khả ái. Lại nữa, nghiệp bạch dị thục bạch, sở đắc quả dị thục là không che đậy không ghi nhớ, thọ một hướng khả ái. Đây do sự nhiếp thọ của chủng tử nên biết một hướng khả ái, một hướng khả ý. Nghiệp hắc dị thục hắc nên biết trái với tướng trên. Nghiệp hắc bạch dị thục hắc bạch đều do sự đuổi theo của hai chủng tử là hắc và bạch, nên sở đắc quả dị thục cũng thọ dị thục sanh của cả hai chủng. Trong đề nghiệp hắc bạch do ba chủng sai biệt mà được kiến lập: một do chủng loại sanh, hai do sự việc, ba do tự tánh. Do chủng loại sanh, đó là ở đây đồng có hắc và bạch, tức ở nơi nghiệp đây trùng lập hắc bạch. Do sự việc, như có người ở một sự việc vào lúc khởi tâm không lợi ích hiện tiền, cũng tức vào lúc ấy khỏi tầm lợi ích hiện tiền, như đoạt lấy vật của người mà hành huệ thí. Như vậy nên biết do sự sai biệt mà kiến lập nghiệp kia. Do tự tánh, như có người đối với một sự việc là lợi ích, nhưng mặt khác lại không lợi ích. Thí như có người đối với việc làm hung bạo của người khác, phát khỏi suy nghĩ đồng hành sân khỏe, không vui với việc ác kia. Nên biết sự suy nghĩ đầy đồng hành sân nên rơi trong phần hắc, không đồng hành vui với ác kia nên rơi trong phần bạch. Cho nên nghiệp đây gọi là hắc bạch, các chủng lại còn lại nên biết cũng vậy. Lại nữa, sao gọi là pháp có nhân? Sở hữu chủng từ các pháp thiện bất thiện vô ký chưa bị tổn hại,
Tất cả pháp kia đều do nhân năng sanh sanh khởi, nên gọi là pháp có nhân. Lại chỗ tạo tác các nghiệp phiền não trước, ở trong ba cõi quả dị thục kia chín muồi. Quả dị thục đây do nhân dẫn phát nghiệp phiền não gọi là pháp có nhân. Lại do nhân dẫn phát ba loại hiện tại, đó là sanh trong loài thai sanh, ẩm thấp hòa hợp, nên sanh trong loài thấp sanh, ẩn trong vỏ trứng, nên sanh trong loài nhãn sanh, đây cũng gọi là pháp có nhân.